mở nội tạng bao quanh các cơ quan như gan, thận, tim và ruột tích tụ quá mức có thể gây tiểu đường, cao huyết áp và bệnh tim mạch. giảm mỡ nội tạng giúp cải thiện vóc dáng và sức khỏe tổng thể. dưới đây là một số thực phẩm hỗ trợ giảm mỡ nội tạng an toàn, hiệu quả tại nhà. 1. Các loại cá dầu omega-3 cá hồi, cá thu, cá trích và cá mòi là những loại cá chứa nhiều axit béo omega-3. Omega-3 không chỉ giúp giảm viêm trong cơ thể mà còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ nội tạng. Axit béo này có khả năng giảm quá trình tích tụ mỡ, đồng thời tăng cường đốt cháy mỡ trong cơ thể. 2. Các loại hạt Hạt ốc chó, hạt chia, hạt lanh và hạnh nhân đều là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh và protein chất lượng cao. Những loại hạt này không chỉ giúp giảm viêm mà còn thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ. Protein trong các loại hạt cũng giúp duy trì khối lượng cơ bắp và tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm mỡ nội tạng. 3. Rau lá xanh Các loại rau lá xanh như cải bó xôi, rau bina, cải xoanh và rau cải xanh chứa nhiều chất xơ và ít calo, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà không cần ăn nhiều. Chất xơ trong rau xanh cũng giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm mỡ bụng và mỡ nội tạng. Ngoài ra, rau xanh giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương. 4. Trái cây ít đường. Các loại trái cây ít đường như dâu tây, việt quất, táo xanh và bưởi cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ mà không làm tăng lượng đường trong máu. Chúng giúp cơ thể tiêu thụ năng lượng hiệu quả hơn và giảm mỡ tích tụ quanh nội tạng. 5. Trà xanh. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và đặc biệt là kết trình một hợp chất giúp tăng cường đốt cháy mỡ. Uống trà xanh thường xuyên không chỉ giúp giảm cân mà còn giảm lượng mỡ nội tạng. Bạn có thể uống trà xanh mỗi ngày, nhưng hãy tránh thêm đường hoặc các chất làm ngọt để đạt hiệu quả tốt nhất. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.